Xưởng Đồ Gỗ Tòa Cốc xin kính chào các bạn đã quay trở lại với kênh video của xưởng. Hôm nay xưởng nhà em trân trọng giới thiệu đến mọi người bộ bàn ghế phòng khách mẫu Hoàng Gia, được làm từ chất liệu là gỗ hương đá, một loại gỗ quý có giá trị kinh tế cực kỳ cao và vân gỗ tự nhiên cực kỳ đẹp. Đây, trên màn hình các bác đang thấy đây là bộ Hoàng Gia gỗ hương đá. Mọi người đã biết thì cái mẫu Hoàng Gia năm 2020 này được rất nhiều gia đình cũng như là nhiều khách hàng đang đặt hàng với xưởng Đồ Gỗ Giá Gốc. Ở trên màn hình các bác đang thấy đây là bộ Hoàng Gia mới nhất, mẫu này là mẫu mới nhất của năm 2020. Tại sao lại mới nhất? Từ được cái chân đến cái dáng ghế, xưởng nhà em là người đi tiên phong, luôn luôn là đơn vị đi tiên phong sản xuất ra những mẫu bản ghế mới nhất và cung ứng ra thị trường để đáp ứng những nhu cầu trang trí cho gia đình, đồ nội thất, đồ gỗ trang trí cho gia đình các bạn cùng chiếc nữa. Và trong video này thì xưởng nhà em sẽ giới thiệu về bộ bàn ghế Hoàng Gia đi kèm theo chiếc kệ Louis Hoàng Gia. Đây là đơn đặt hàng của anh Phương ở thành phố Lạng Sơn. Anh Phương có tham khảo rất nhiều sản phẩm của xưởng thông qua website là xưởngdogogiagoc.com và anh đã đến trực tiếp cơ sở tại địa chỉ là Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Và anh đã đặt hàng cho gia đình nhà mình một bộ Hoàng Gia là mẫu mới nhất 2020. Chân là chân 14, tay là tay đặc nguyên khối. Đây, em sẽ giới thiệu qua về thông số kỹ thuật đây để các bác nắm này. Tay là tay nguyên khối và chương, nhà em là chương liền, chương đục hai mặt. Chương này thì không phải liền. Đây, phần hoa này nhà em là phải chấp vào đoạn đỉnh này. Đấy, tất cả những chỗ ở chấp em sẽ giới thiệu luôn để các bác tránh nhầm lẫn. Còn phông vách, toàn bộ phông vách này nhà em là liền hết. Đây, ván mặt nhà em là ván tràn, thuật ngữ ván tràn là do xưởng Đồ Gỗ Tòa Cốc đặt ra, bởi vì ván tràn là ván long khung, à không long khung, ván liền một tấm. Đây ạ, toàn bộ là ván tràn. Ván tràn này nhà em làm 3 phần, xẻ 3 phần hết để các bác có thể tham khảo. Và mẫu chân này là chân mới nhất 2020, rất là chữ. Thì xưởng nhà em có một cái video so sánh là cái mẫu chân 2020 và mẫu chân 2019, sự khác biệt của hai mẫu chân cũng như là dáng ghế thì các bác có thể xem thêm ở trong video. Kết thúc video này các bác xem thêm. Đấy. À, đây là chiếc đôn ngồi. Ở đây sau đây em sẽ đi vào chi tiết. Các bác sẽ thấy cái sự khác biệt ở cái hàng Hoàng Gia mẫu 2020 này có gì khác biệt. Đây em sẽ ngồi ở chiếc ghế đơn để nhìn đối diện chiếc ghế dài để các bác sẽ thấy được là khi ngồi đối diện ghế đơn các bác sẽ thấy cái gì của ghế dài. Đấy. Trên màn hình các bác đã thấy đây là chiếc ghế dài, dài phủ bì là 2m7, 2m67 đấy, cao là 1m4 và ván mặt toàn bộ là ván liền tấm, dày 3 phân. Tay là tay đặc nguyên khối. Phông vách này nhà em là một tấm ván liền nhé. Các bạn thấy tất cả phông vách là phông vách liền, hàng đục thủ công. Đây, các bác tham khảo. Đây là chiếc ghế dài, vân gỗ rất chi là đẹp. Chương này thì cái này em nhà em xẻ là 10 phân, chương này dày 10 cm, rất là đẹp, dày luôn. Đây, vân gỗ là gỗ tự nhiên. Đục thì nhà em là đục hai mặt, đây, mặt trước và mặt sau nhà em đều đục như nhau, đục hai mặt hết. 8 chân này. Mẫu này nhà em làm 8 chân, nó khác với những mẫu hàng chợ chỉ có 4 chân hoặc là 6 chân. Đây nhà em làm 4 chân trước và 4 chân sau, rất chi là sâu. Đây. Hàng yếm này nhà em làm yếm đục rất chi là sâu và cái yếm này rất là dày. Nhà em làm cái yếm này nếu mà xẻ gỗ là xẻ 3 phần rưỡi để xẻ được cái yếm này. Đây là yếm cong và hai lượt chỉ, đây các bác sẽ thấy đây là hai lượt chỉ trơn trẻ rất là đẹp. Nên là dáng ghế nó cao to rất chi là nhiều. Đây, cả yếm bàn này em cũng thấy yếm bàn là yếm liền. Để các bác sẽ thấy cái sự khác biệt với cái mẫu Louis Hoàng Gia 2020 mang thương hiệu là xưởng Đồ Gỗ Giá Gốc Phạm Gia sản xuất, nó có sự khác biệt rất nhiều so với cả những cái đơn vị khác trên thị trường, đặc biệt là những cái hàng chợ, hàng rẻ tiền thì em không nói, bởi vì tiền nào của đấy. Đối với cái dòng đồ gỗ mỹ nghệ này là hàng thủ công mỹ nghệ, nó không phải là hàng sản xuất đại trà, tiền nào thì đi về của đấy thôi các bác, thông cảm. Đây khi em sẽ ngồi với cả ghế dài để nhìn đối diện với ghế đơn thì các bác sẽ thấy cái gì. Đây là trên màn hình là các bác sẽ thấy là hai chiếc ghế đơn, toàn bộ vách phông vách này nhà em đều là vách liền hết nhé. Đây đục chạm rất chi là sang trọng và các bác để ý sẽ thấy là cái dáng ghế
cái vai ghế nhà em làm to hơn so với cả những hàng chợ trên thị trường. Đây các bác nhìn cái độ rộng của vai ghế nó khác biệt, khác biệt hơn rất chi là nhiều so với cả những cái hàng ngắn ngắn trên thị trường. Từ những cái chi tiết nhỏ nhất đấy, nó có thể là tôn cái dáng ghế lên, nó khác rất là nhiều. Và khi ngồi vào cái ghế nó phải thấy toát lên vẻ sang trọng quý phái, mang đúng đẳng cấp của gia chủ. Toàn bộ những sản phẩm này nhà em đều là đục hai mặt, bởi vì những bộ sáu món như này thường là sẽ kê hai cái đơn quay lưng ra đằng sau để nó sẽ tôn lên vẻ đẹp thị trường, em sẽ đục hai mặt. Các bạn thấy lúc nào em cũng làm đục hai mặt rất là đẹp, các bạn tham khảo. Anh Phương, ngoài bộ bàn ghế anh Phương có đặt vào một chiếc kệ tivi, thì đây là chiếc kệ Louis Hoàng Gia đi kèm theo cái bộ ghế. Còn chiếc kệ này em sẽ giới thiệu ở một video riêng, thì các bác sẽ tham khảo chi tiết ở video đó. Và đây em xin giới thiệu thêm, đây là chiếc bàn. Bàn này là bàn liền một tấm không hề chấp ghép, ván liền, ván liền một tấm không hề chấp ghép, rất chi là đẹp. Bởi vì phân này vân gỗ tự nhiên, các bác sẽ thấy đây là bàn, là bàn ván liền một tấm dày 3 phân. Đấy. Em ngồi đây để ngắm cho các bác thấy cái bàn này là sẽ có bàn đôn ngăn kéo, có đầy đủ ngăn kéo nhé. Đôn này cũng có ngăn kéo, đây là đôn đầu bàn hay gọi là bàn con. Toàn bộ này sẽ có kính, xưởng sẽ làm thêm cả kính để đặt lên đây. Các bác sẽ thấy sự khác biệt. Bật cho em quả hút đây chị ơi. Cắm cho em quả hút cái, mùi sơn quá. Đi kèm nó sẽ chiếc đôn, đây là đôn đầu bàn, hay gọi là bàn con đấy. Từ cái chân em đủ rất là khác, mẫu người rất là đẹp, sang trọng. Đây có chiếc, đây là chiếc đôn ngồi, chiếc đôn ngồi là rất là to. Đây các bạn thấy chiếc đôn ngồi, các bạn thấy rất là to, 50-50, rất là lớn luôn. Toàn bộ là vãn liền một tấm đấy. Hàng thì là đẳng cấp, sang trọng. Theo bộ bàn ghế. Các bác nào quan tâm đến những cái sản phẩm tương tự thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với xưởng. Còn ở thời điểm hiện tại thì xưởng cũng xin chia sẻ luôn cái giá của bộ sản phẩm này trong video này, xưởng sẽ chia sẻ luôn về giá.